Sâm thương chẳng dạng chữ tòng. Sâm thương. Sâm là chòm sao ta gọi là sao cày, gồm bảy sao. Trong dòm trời, hai chòm sao ấy cách nhau gần 180 độ. Hễ chòm sao này mọc thì chòm kia lặn. Người ta vẫn hiểu lầm là sao hôm và sao mai, cho nên dùng để tỉ dụ sự cách biệt không gặp nhau được. Mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân. Lòng phiếu mẫu, lòng giúp người trong lúc hàng di hoạn nạn. Hàng tính là công thần của nhà Hán, lúc còn hàng di đi câu ở dưới thành, một hôm đói gặp một bà già giặt quần áo, phiếu mẫu, thương hại cho ăn một bữa cơm sau hàng tính phú quý tạ ơn một nghìn giàn kiếp truyền chư tướng hiến phù các tướng đem dân nộp những tù đã bắt được lại đem các tích phạm đồ hậu tra các tích là các khoản các diệt phạm đồ bọn phạm nhân hậu tra chờ xét hỏi đã lòng tri quá thì nên, tri quá là biết lỗi. Lệnh quân truyền xuống nội đao, nội đao, đội quân cầm gươm ở trong, ở bên cạnh vua chúa hay ông tướng để hộ vệ. Giác duyên dội đã gửi lời từ quy. Từ quy, từ biệt mà về. Nàng rằng thiên tải nhất thì thiên tải nhất thì nghìn năm có một buổi nhớ ngày hành cước phương xa hành cước là đi bộ dùng chỉ các tăng ni đạo sĩ đi nơi này nơi khác cơ duyên nào đã hết đâu dội gì cơ duyên từ nhà phật chỉ cái then máy tạo nên nhân duyên từ rằng quốc sĩ xưa nay quốc sĩ người đàn ông xứng đáng ở trong nước bấy nay kẻ việc người tần cách xa kẻ việc người tần thời xuân thu việt là nước ở phía đông nam trung quốc tần là nước ở phía tây bắc cách xa nhau kẻ việc người tần là nói hai bên ở cách xa nhau lắm binh uy từ ấy sấm rang trong ngoài binh uy uy thế về quân sự triều đình riêng một góc trời triều đình nghĩa đen là chỗ sân các bề tôi đứng chầu vua phong trần mài một lưỡi gươm chỉ từ hải dùng uy lực dựng nên sự nghiệp ở giữa khoảng phong trần, tức trải qua bao nhiêu chiến đấu chất giả. Năm năm hùng cứ một phương hải tần Hùng cứ giữ đất một chỗ mà xưng hùng, hải tần miền gian biển. Có quan tổng đốc trọng thần, tổng đốc chức quan đứng đầu một tỉnh trọng thần bề tôi lớn của nhà vua là hồ tôn hiến kinh luân gồm tài kinh luân nguyên chỉ việc ươm tơ nghĩa bóng là xếp đặt việc chính trị tiện nghi bát tiểu việc ngoài đổng nhung tiện nghi bát tiểu là tùy tiện theo điều nên làm nghi mà dẹp loạn đổng nhung đứng ở trên mà phụ trách tất cả việc binh nhung chỉ chức nguyên suý đóng quân làm trước chiêu an chiêu an gọi lại khiến đừng làm loạn nữa một tay gây dựng cơ đồ cơ đồ là nề nếp sự nghiệp bấy lâu bể sở sông ngô tung hoành bể sở sông ngô có nghĩa chung là miền đất ở phương nam trung quốc tung hoành là dọc ngang hoạt động khắp nơi áo xiêm ràng buộc lấy nhau áo xiêm ràng buộc bị áo xiêm của triều đình ban cho bó buộc lấy mình vào trong khuôn phép khiến mất tự do bằng nay chịu tiếng dương thần dương thần bề tôi của nhà vua thân thân đường cái thanh dân hẹp gì thanh dân là mây xanh tỷ dụ người thi đậu làm quan có công danh dần già rồi sẽ liệu về cố hương cố hương làng cũ quê nhà cũng ngôi mệnh phụ đường đường mệnh phụ đàn bà được vua có mệnh phong tước cho như vợ công hầu hay quan lớn rằng ơn thánh trạch dồi dào thánh trạch ơn của nhà vua bình thành công đức bấy lâu bình thành do chữ kinh thư bình thiên thành địa nói nhà vua sửa trị việc đời giúp cho việc trời đất được nên đống xương vô định đã cao bằng đầu đống xương vô định sông Vô Định là con sông ở tỉnh Tuy Diễn và tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc vì hay bị cát lấp sâu cạn không chừng nên gọi tên như thế. Đống xương Vô Định là đống xương của người chết vì chiến tranh. Nghìn năm ai có khen đâu hoàng sào. Hoàng sào một lãnh tụ nông dân khởi nghĩa ở cuối thời đường, đánh chiếm được cả Tràng An, tung hoành trong khoảng 10 năm. Chỉnh nghi tiếp sứ dội vàng Chỉnh nghi tiếp sứ, chỉnh đốn nghi vệ để đón sứ giả. Hẹn kỳ thúc giáp, quyết đường giải binh. Thúc giáp, bỏ áo giáp lại, tức là không đánh nhau nữa. Giải binh, thôi việc hoạt động quân sự tin lời thành hạ yêu minh thành hạ yêu minh yêu cầu ăn thề với nhau ở dưới thành dương sư dòm đã tỏ tường thực hư dương sư quân đội nhà vua tỏ tường thực hư biết rõ tình hình của đối phương lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công lễ tiên binh hậu đồ lễ để ở trước mà phục binh ở sau khắc cờ tập công định kỳ định giờ để đánh úp kéo cờ chiêu phủ tiên phong cờ chiêu phủ cờ của đạo quân đi chiêu phủ chiêu dụ dỗ về tiên phong toán quân lên mũi nhọn đi trước lạ thay oan khí tương triền oan khí tương triền, khí oan ức của hai người quấn quýt nhau. Gặp cơn binh cách nhiều nàng cũng thương. Binh cách, binh là đồ khí giới, cách là da làm giáp làm mộc, binh cách dùng để chỉ việc chiến tranh. Nàng, chữ nạn, nói chệt thành nàng, nghĩa là tai nạn vất giả đã hay thành toán miếu đường, thành toán mưu mẹo tín liệu đã sẵn, miếu đường tức là triều đường hay triều đình. Xin cho tiện thổ một voi. Tiện thổ tức là thiền thổ, đất hèn, nông cạn. Một voi, voi đất tức là thân đất ở bờ sông truyền cho kiểu tán di hình bên sông kiểu tán là chôn cất sơ sài di hình tức là di hài trong quân mở tiệc hạ công hạ công mừng công dạy rằng hương lửa ba sinh hương lửa ba sinh hương thấp để ước nguyện trải qua ba kiếp vẫn còn có hiệu lực Ý muốn nói, Hồ Tôn Hiến có lẽ do phát nguyện từ kiếp trước mà nay được gặp Thúy Kiều. Tơ lòng đã dứt dây đàn Tiểu Lân. Tiểu Lân, vợ hậu chúa nước Bắc Tề. Nhà Tề đổ, phải lấy đường Đại Dương. Nhân có bài thơ rằng, dục tri tâm đoạn tuyệt, ưng kháng tất thượng huyền, nghĩa là muốn biết lòng đức thế nào thì nên xem dây đàn ở trên gối nghĩ mình phương diện quốc gia phương diện quốc gia chỉ chức quan phụ trách một phương diện một địa phương của nhà nước công nha vừa buổi rạng ngày công nha chỗ làm việc quan công đường ép tình mới gán cho người thổ quan thổ quan chức quan người địa phương một thiên tuyệt bút gọi là để sau tuyệt bút bài thơ làm trước khi chết tức bài thơ dứt bút viết lần cuối cùng trong dời con nước mênh mông con nước nước thủy triều lên thì đà đắm ngọc chìm hương mất rồi đấm ngọc chìm hương chỉ người phụ nữ chết đuối trong cơ âm cực dương hồi khôn hay âm cực dương hồi theo quan niệm cổ truyền của ta thì do lẽ tuần hoàn của tạo hóa khi khí âm đã cùng cực thì khí dương bắt đầu trở lại tức là hết bỉ đến thái gặp bà tam hợp đạo cô đạo cô chỉ người đàn bà tu đạo giáo sư rằng phúc họa đạo trời phúc họa đạo trời là đạo trời cho phúc cho họa tu là cội phúc tình là dây oan cội phúc gốc của phúc nguồn gốc gây nên hạnh phúc dây oan cái dây vô hình buộc người ta vào kiếp oan nghiệt trong dòng giáo dựng gươm trần giáo dựng gươm trần giáo thì dựng sẵn gươm thì tuốt khỏi nắp chỉ tình hình nguy hiểm cho tính mệnh trước hàm rồng cá gieo mồi thủy tinh rồng cá dịch chữ ngư lông tức là giao lông thuồng luồng gieo mồi thủy tinh gieo cái mồi trong suốt như ngọc pha lê cho giao lông thủy tinh chỉ thân thúy kiều nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều nghiệp duyên từ nhà phật cái thiện nghiệp là nhân duyên gây nên thiện quả cái ác nghiệp là nhân duyên gây nên ác quả xét trong tội nghiệp thúy kiều tội nghiệp từ nhà phật chỉ việc làm tội lỗi kể tất cả những tội lỗi một người làm ở trong một kiếp tạo thành cái nghiệp buộc người ấy đến kiếp sau phải đền. Bán mình đã động hiếu tâm đến trời. Hiếu tâm là lòng hiếu thảo. Thửa công đức ấy ai bằng? Thửa công đức tức là công đức của Thúy Kiều như thế. Túc khiên đã rửa lân lân sạch rồi. Túc khiên tội lỗi cũ, tội kiếp trước. Đánh tranh chậm nóc thảo đường. Thảo đường, nhà cỏ, nhà tranh. Kiều từ gieo xuống duền ngân, duền ngân, làng nước bạc. Nàng còn thêm thiếp giấc vàng chưa phai, giấc vàng, giấc ngủ, theo điển giấc kê vàng hay giấc mộng hoàng lương Mơ màng phách quế hồn mai Phách quế hồn mai chỉ hồn phách Phách thì gọi là phách quế Bởi phách có nghĩa là vía Lại có nghĩa là bóng đen ở mặt trăng Mà tục truyền trên mặt trăng có cây quế Hồn thì gọi là hồn mai Vì cây mai là tượng trưng cho tinh thần trong trắng âm công nhắc một đồng cân đã già, âm công cái công đức ngầm kính thuộc về cõi âm, về thế giới quỷ thần. Đoạn trường sổ rút tên ra, đoạn trường sổ từ đặt ngược, đáng phải là rút tên trong sổ đoạn trường ra. Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau đoạn trường thơ cũng là từ đặt ngược, đáng ra phải là phải đưa thơ đoạn trường mà trả nhau. Giật mình thoát tỉnh giấc mai, giấc mai chỉ giấc ngủ nhẹ nhàng. Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư, thảo lư nhà cỏ nhà tranh. Vội sang vườn thúy dò la. Vườn Thúy, tức cái vườn nhà Thúy Kiều. Hỏi ông, ông mắt Tụng Đình. Tụng Đình, nơi xử kiện tòa án. Hỏi thăm di trú nơi nào. Di trú là giờ chỗ ở. Trót lời nặng giới Lan Quân. Lan Quân là chàng tiếng đàn bà gọi chồng dạ đài còn biết sẽ đền lai sinh dạ đài là cõi đêm chỉ âm phủ lai sinh là kiếp sau mấy lời ký chú đinh ninh ký chú đinh ninh dặn đi dặn lại nhiều lần thề xưa dở đến kim hoàng kim hoàng làm dòng vàng kim trọng tặng Thúy Kiều. Dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa. Dưỡng thân là nuôi cha mẹ. Bởi lòng tạc đá ghi vàng. Tạc đá ghi vàng chỉ tình yêu bền vững như chạm vào đá, ghi vào vàng. Thực ra là chạm vào bia đá, ghi vào đỉnh đồng tức vào kim thạch không thể phai lạc chế khoa gặp hội trường văn chế khoa khoa thi do chế độ thường gồm thi hương và thi hội trường văn tức trường thi văn vương kim cùng chiếm bản xuân một ngày bản xuân chỉ bản thi hội thi đình vì thi hội và thi đình thường mở vào mùa xuân, thi hương thường mở vào mùa thu. Hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần. Hoa chào ngõ hạnh, đời đường người đầu tiến sĩ được cưỡi ngựa xem hoa trong hạnh viên ở Trường An. Ngõ hạnh là ngõ đường trong hạnh viên. Hương bay dặm phần, tiếng thơm bay về quê hương sang nhà chung lão tạ ân chu tuyền chung lão ông lão họ chung chu tuyền là trọn vẹn kim từ nhẹ bước thanh dân nhẹ bước thanh dân là nhẹ bước trên đường mây xanh trên đường thi đậu làm quan bây giờ kim mã ngọc đường với ai kim mã ngọc đường kim mã tức là kim mã môn hay kim môn. Ngọc đường là dinh thự của quan hàng lâm. Kim mã ngọc đường chỉ cảnh làm quan sang. Dân ra ngoại nhậm lâm tri. Ngoại nhậm là trị nhậm, phụ trách diệt quan ở ngoài các tỉnh. Cầm đường ngày tháng thanh nhàn Cầm đường từ tiện ở thời xuân thu làm quan huyện ở huyện đơn phụ nước lỗ chỉ gãy đàn chơi mà việc quan vẫn chạy sau người ta gọi dinh quan huyện là cầm đường trong cơ thanh khí tương tầm thanh khí tương tầm là thanh khí tìm nhau ở đây hoặc có giai âm chăng là giai âm là tin tốt, tin hay. Thăng đường chàng mới hỏi ra. Thăng đường lên công đường làm việc. Sự này hỏi thúc sinh viên mới tường. Thúc sinh viên là anh sinh viên họ thúc. Đại dương tên hải họ từ. Đại dương tước phong ở trên tước vương, xưng hiệu của một người hùng trưởng các cứ đại quân đồn đóng cõi đông đại quân quân đội lớn cõi đông miền đông của trung quốc chỉ các tỉnh chiết giang phúc kiến quảng đông về sau chẳng biết dân mồng làm sao dân mồng từ cổ nghĩa là tin tức nghe tường ngành ngọn tiêu hao ngành ngọn tiêu hao là tin tức chi tiết bình bồng còn chút xa xôi bình bồng cánh bèo và cỏ bồng tượng trưng cho sự lưu lạc nhiều nơi đỉnh chung sao nở ăn ngồi cho an đỉnh chung đỉnh là cái vạt bằng đồng chung là cái chuông bằng đồng đời xưa người ta dùng hai vật ấy mà ghi công để biểu dương cho nên đỉnh chung có nghĩa là công danh do đó có nghĩa luôn là phú quý rách mong treo ấn từ quan treo ấn từ quan treo ấn lên ở công đường trả lại cho triều đình xin thôi làm quan để đi tìm thúy kiều dấn mình trong án can qua án can qua án là đám can qua là việc dụng binh chỉ chỗ chiến trường Bóng chim tâm cá biết đâu mà nhìn. Bóng chim tâm cá liên hệ câu trên. Trên trời thẳm thì dò đâu ra bóng chim, dưới vực sâu thì dò đâu ra tâm cá. Khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành. Khâm ban, khâm nghĩa là kính cẩn dùng để chỉ thái độ đối với vua. Khâm ban nghĩa là vua ban ra. Sắc chỉ là lời sắc tức lời của nhà vua kim thì cải nhậm nam bình cải nhậm đổi đi nhậm chức nam bình tên huyện thuộc tỉnh phúc kiến ở trung quốc hai nhà cùng thuận một đường phó quan phó quan đến chỗ làm quan hàng châu đến đó bấy giờ Hàng Châu, tên phủ này là thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Nàng đà gieo ngọc trầm châu. Gieo ngọc trầm châu chỉ người phụ nữ đẹp tự trầm, trầm mình. Chiêu hồn thiết dị lễ thường. Chiêu hồn, cầu hồn người chết về. Thiết dị, đặt bài vị để cúng. Ngọn triều non bạc trùng trùng. Ngọn triều non bạc ngọn sóng của nước triều dâng cao như cái núi bạc đầu sóng có bọt trắng nào hồn tinh dệ biết theo chốn nào hồn tinh dệ có chuyện cổ tích rằng con gái vua diêm đế chết đuối ở biển đông vì căm thù biển mà hồn hóa thành chim tinh dệ một thứ chim nhỏ ở biển ngày ngày tha đá ở núi tây ném xuống biển để lấp biển pháp sư dạy thế sự đâu lạ dường pháp sư là thầy pháp tiến chỉ tăng ni đạo sĩ cấp trên sư rằng nhân quả với nàng nhân quả có quan hệ nhân quả theo phật pháp với nhau cùng nhau nương cửa bồ đề Cửa Bồ Đề tức cửa Phật nhà chùa. Thảo am đó cũng gần kề chẳng xa. Thảo am là am cổ chùa Tranh. Minh dương đôi ngã chắc rồi. Minh dương là âm phủ, minh là tối và dương gian. Cõi trần mà lại thấy người cửu nguyên Cửu nguyên là chính suối Như cửu tuyền suối vàng Quanh co theo giải giang tân Giang tân là gian sông Hai em phương trưởng hòa hai Phương trưởng là đã khôn lớn Tính rằng sông nước cát lầm Sông nước cát lầm Bị cát dù dập ở sông nước Chỉ người chết đuối tái sinh trần tạ lòng người từ bi tái sinh là sống lại trần tạ là cảm tạ từ bi là lòng thương người tính rằng mặt nước chân mây mặt nước chân mây chỉ cảnh lưu lạc ở xa được rày tái thế tương phùng tái thế tương phùng được sống lại mà gặp nhau mùi thiền đã bén muối dưa mùi thiền phong dị nhà chùa chỉ thức ăn chay màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng màu thiền chỉ màu quần áo nhà chùa trùng sinh ơn nặng bể trời trùng sinh như tái sinh sức sống trở lại ông rằng bỉ thử nhất thì bỉ thử nhất thì cái này một thì cái kia một thì ý nói hoàn cảnh khác nhau thì xử sự, sự khác nhau tu hành thì cũng phải khi tòng quyền tòng quyền theo lẽ quyền biến độ sinh nhờ đức cao dày độ sinh từ nhà phật nghĩa là cứu vớt chúng sinh chờ cho chúng sinh vượt qua bể khổ mà sang bờ bên kia. Rằng trong tác hợp cơ trời, tác hợp cơ trời, trời làm cho hợp nhau lấy nhau. Gặp cơn bình địa ba đào, bình địa ba đào, đất bằng nổi sóng, chỉ việc biến động xảy ra không ngờ. Cũng là phận cải duyên kim phận cải duyên kim, ý nói duyên phận kết hợp với nhau như hột cải bị hổ phách hút, cái kim bị từ thạch hút. Quả mai ba bảy đương dừa Quả mai ba bảy dùng điển mai rụng nhưng vẫn còn ba phần bảy phần, ý nói chưa muộn lắm đâu. Một lời trót đã thâm giao. Thâm giao giao kết chặt chẽ dẫu rằng vật đổi sao dời tức vật đổi hình trạng sao dời vị trí chỉ sự biến thiên mà toan sẽ gánh chung tình làm hai sẽ gánh chung tình mối chung tình mối đồng tâm hai người đều phải giữ với nhau mà lại sẽ ra làm hai để mỗi người giữ riêng một phần tức là yêu nhau mà không lấy nhau. Nàng rằng gia thất duyên hài, gia thất duyên hài chỉ vợ chồng hòa hợp với nhau. Dám đem trần cấu dự vào bố kinh. Trần cấu là bụi bặm và cấu ghét, tỷ dụ cái thân nhớp nhúa. Từ rày khép cửa phòng thu. Khép cửa phòng thu thúy kiều tự cho rằng mình đã luống tuổi tuổi đã đến thu cho nên muốn khép cửa phòng thu mà sống một mình chứ không muốn nói đến việc hòa nhân nữa đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ cầm sắt chỉ tình vợ chồng cầm cờ tức kỳ chỉ tình bè bạn có quyền nào phải một đường chấp kinh có quyền tức có khi phải tòng quyền chấp kinh là giữ đúng lẽ thường tan sương đầu ngõ dán mây giữa trời tan sương đầu ngõ trừ hết sương lạnh khiến hoa hoa trồng ở đầu giường đã tàn vì sương mà lại được tươi lại gián mây giữa trời quang mây ở giữa trời cho nên mặt trăng lại được sáng lại khiến tuy nó đã là trăng tàn mà vẫn còn sáng hơn trăng rằm bị mây che khách qua đường để hững hờ chàng tiêu chàng tiêu lấy điển vợ tiêu lan tên là lục châu bị bắt dân cho quách tứ nghi từ đó tiêu lan gặp vợ cứ phải làm lơ như khách qua đường cùng nhau giao bái một nhà giao bái là lạy lẫn nhau để mừng nhau động phòng dìu giặt chén mồi động phòng chỉ nơi buồn sâu thẳm như hang động người ta dùng để chỉ buồn của vợ chồng mới cưới dìu giặt chén mồi là chén này tiếp chén khác, mời đi mời lại. Chén mồi là chén làm bằng đồi mồi. Những từ sen ngó đào tơ Sen ngó là cây sen ở trạng thái mầm mới ở ngó mọc lên. Đào tơ là cây đào còn non, chỉ người con gái còn trẻ tuổi. Bi hoang mấy nổi, đêm chày trăng cao Bi hoang mấy nỗi Là mấy nỗi vừa bi Nhớ thời lưu lạc Vừa hoang Đối cách gặp nhau Canh khuya bức gấm rủ thao Bức gấm rủ thao Là bức trướng gấm rủ tua thao xuống Chiều lòng gọi có sướng tùy mảy may Sướng tùy do chữ phu sướng phụ tùy, nghĩa là chồng bảo thì vợ theo, ý nói làm vợ chồng. Mảy may là chút đỉnh. Mấy lời tâm phúc ruột ra, tâm phúc ruột ra là lòng dạ. Trăm năm danh tiếc cũng vì đêm nay, danh tiếc, danh dự và tiếc thảo. Cùng nhau lại chút chén quỳnh giao hoang chén quỳnh là chén quỳnh tương tức chén rượu quý như nước ngọc quỳnh giao hoang là vui với nhau khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa tiếng huyền là tiếng đàn huyền là dây đàn khúc đâu đầm ấm dương hòa dương hòa chỉ khi mùa xuân đến êm đềm ấm áp ấy là hồ điệp hay là trang sinh dẫn điển ngày xưa có người tên là trang chu chim bao thấy mình hóa làm bươm bướm khi tỉnh dậy lấy làm ngờ không biết mình là bươm bướm hay là trang chu ấy hồn thục đế hay mình đổ quyên có chuyện cổ tích rằng vua nước thục xưa tên là đỗ vu sau một trận thủy tai nhường ngôi cho người khác rồi vào ẩn ở núi sau chết hóa thành chim đỗ quyên ấm sao hạt ngọc lam điền mới đông nghĩa là tiếng đàn ấm áp khiến người ta nghĩ đến việc viên ngọc ở lam điền mơ màng như có vẻ do khí tốt của trời đất mới đông thành còn đương nóng nên còn tỏa ra hơi ấm áp hay là khổ tận đến ngày cam lai khổ tận là hết đắng hết khổ cam lai là đến ngọt đến sướng một phen tri kỷ cùng nhau là đánh đàn cho người tri kỹ tri âm nghe một lần này. Cho hay thuộc nữ chí cao. Thuộc nữ chí cao, người đàn bà hiền lành thuần hậu mà có ý chí cao thượng. Hai tình dạng dẻ hòa hai. Hai tình là hai mối tình, chỉ mối tình vợ chồng và mối tình bè bạn nghìn năm dằn dặc quan giai lần lần quan giai là bậc thang quan chức thừa gia chẳng hết nàng vân thừa gia là dân nhận gánh giác việc gia đình tức việc nối giỏi tông đường một cây cù mộc một sơn quế hòe cù mộc là cây to bóng cả dí cha mẹ đối với con cái. Quế hòe, cây quế và cây hòe, tỷ dụ con cháu đông đúc làm nên. Trời kia đã bắt làm người có thân. Có thân, theo quan niệm xưa, mỗi người có thân phận riêng do trời định trước. Thiện căn ở tại lòng ta. Thiện căn là gốc của điều thiện theo nhà Phật làm nghiệp thiện thì được báo ứng bằng hạnh phúc nhưng cái gốc tạo thành nghiệp thiện là ở lòng ta